36. Đức độ hàng phục tà ma. Ông Trần Thụy Sương, chủ công ty Đại Sương nổi danh ở Hương Cảng, có cô cháu tên Trần Kiến Khai, một cô cha mẹ từ thuở nhỏ. Ông bà Trần nuôi dưỡng thương cô như con ruột. Khi Trần Kiến Khai đến tuổi lập gia đình, ông bà lo lắng tìm người tương xứng cho cô. Sau cùng, họ gả cô cho một gia đình họ Phan ở Cửu Long. Kết hôn chẳng bao lâu, cô khóc tan chồng. Do thương tâm thái quá nên tinh thần bấn loạn. Cả ngày, cô cứ lảm nhảm và có những cử chỉ như điên dại. Ông bà Trần thấy cháu gái lâm bệnh như vậy, ruột đau như cắt, hoài nghi là do tà ma nhập vào, cho nên đã thỉnh nhiều thầy đến nhà để tụng kinh, niệm chú cho cô. Họ hy vọng sẽ đuổi con ma ra khỏi cô cháu và tiêu trừ oan khiên đời quá khứ, giúp cô chấm dứt tình trạng điên cuồng. Nhưng trải qua 5-6 ngày vẫn không có kết quả. Trong các sư có một vị sớm đã biết rõ về ngài, nên nói với ông bà Trần nên tìm đến Pháp Sư Độ Luân cầu cứu. Ngày nọ, đúng lúc ngài vừa rời khỏi động Quán Âm đến Tánh Viên có việc cần, ông Trần nghe biết vội đến tìm ngài. Ngài nghĩ rằng đối với loài ma này, một mình ngài không đủ năng lực để nhiếp phục nên từ chối. Ông Trần đã không nản chí, kiên quyết khẩn cầu ngài một lần nữa vì cháu ông mà giải nạn. Thấy ông kiên thành nên ngài nhận lời đến nhà quan sát bệnh tình cô cháu. Khác biệt với các sư đang ở trong phòng khách, y áo chỉnh tề với nhiều ảnh tượng, pháp khí, hương đèn, hoa quả, vân vân, ngài đã không chú trọng đến các hình tướng bên ngoài đó. Ngài vẫn mặc chiếc áo rách cố hữu, ngồi lặng yên trên ghế trong phòng bệnh nhân. Ngài không tụng kinh, cũng không lớn tiếng trì chú. Khoảng nửa giờ sau, bệnh nhân đứng dậy chạy đến ngài, quỳ xuống cầu sám hối và xin ngài tha tội. Ngài liền báo con ma rằng, người không được nhập vào bất cứ người nào khác để tác quái nữa, nghe chưa? Con ma kia chấp nhận và bỏ đi. Từ đó thần trí cô Trần được khôi phục, ngày một mạnh khỏe, dung mạo đoan nghiêm. Ông bà Trần thấy thế mới biết rằng duy chỉ có bậc tu hành chân chánh mới đủ oai đức để hàng phục tà ma. Vì vậy, toàn gia đình họ xin quy y Tam Bảo và tôn ngài làm thầy. Ha ha ha,